Mấy bữa nay cái Sài Gòn này nó mưa miết, thôi rồi cái vườn rau của tôi. Hôm bữa trời nắng thì Nhi trồng rau, gieo xuống cái hộp nào là kiến nó tha luôn cái hộp đó. Còn hôm nay trời mưa, gieo xuống cái hộp nào là nước nó cuốn trôi cái hộp đó. Mốt là thấy gieo cái mảnh bên này nhưng mà nó mọc ở cái mảnh đối diện. Bữa nay tới lịch thay ga giường, trung bình tầm 3-4 ngày là Nhi thay một lần. Nhưng mà lâu lâu có sự cố thì nay ngủ mai thay. Đây là chị khuyên phụ cho Nhi từ lúc mà Nhi mới lập nghiệp á. Trời ơi, tưởng tượng cái thời gian đó mà không có chị khuyên. Mỗi lần mà Nhi quay video hay là Nhi livestream xong là cái bếp của Nhi, nhìn tưởng đâu cái bãi hoang trường chiến mạc không, và chỉ có duy nhất chị khuyên là người phân loại được những thứ đó. Bữa nay mẹ của Nhi lên làm răng, cái đoạn này biết mẹ mình lòng thoại là gì không? Em bé cưng quá, không biết là từ đây cho tới cuối năm sau có em bé thiệt ngồi đây không nữa. Trời ơi, con em đẻ ra mà cái mặt nó vui vẻ như vậy là lộc dữ lắm á. Cái phòng này là cái phòng của Nhi với lại chồng, còn cái phòng màu hồng này là cái phòng công chúa của một mình Nhi. Mai mốt nếu mà đẻ con gái thì Nhi sẽ cho nó ở phòng này, còn nếu mà đẻ con trai thì nó cũng phải ở phòng này. Ở tới chừng nào cưới vợ thì Nhi cho ra riêng, còn nếu mà không ra riêng thì cái phòng màu hồng này Nhi sẽ dành cho con dâu của Nhi. Mà biết con trai của Nhi có lấy được chồng không nữa mà có con dâu. Này hàng hóa đi tấp nập quá nè. Mấy đơn trong nước thì Nhi vẫn gửi đi rất là bình thường, còn mấy đơn quốc tế thì Nhi cũng gửi đi rất là không có gì bất thường á. Mấy bạn mà có bán hàng như Nhi thì tìm qua Vương Phát Express á. Đi nhiều với lại khách ruột là được chiết khấu đơn nhiều lắm. Mưa xong thì Nhi thấy một con cua, quá là tuyệt vời. Khi mình chào nhau, hello. Bình thường Nhi không thấy có cua có cá đâu, tự nhiên mưa nước ngập ra xong tụi nó bò đầy luôn. Ở đây có một con nữa nè. Hú hồn, mày kẹp ai mày? Dạ một hồi là đủ tô bún riêu cua tối nay luôn. Bạn mình cứ nằng nặc kêu là thả nó đi. Chú, công đức vô lượng á. Mà lúc sau Nhi cũng thả nó đi. Không phải tốt bụng đâu, tại có ba con à, nấu không đủ thô canh nữa. Xong rồi mấy bạn thấy gì nữa không? Ở dưới vũng nước mưa này có một con cá nữa luôn á. Nếu thực sự kiên trì và chịu khó thì chắc tối nay mình khỏi phải đi chợ mua đồ ăn luôn. Có con ốc sơ mình Nhi thấy nó bò từ đây ra kia lâu quá, không biết chừng nào mình tới bụi rau để ăn nữa. Vậy nên là mình sẽ trợ giúp nó một chút. Công đức vô lượng. Hello, một ngày thật đẹp nhá. Trời là mưa to nữa rồi. Dạo gần đây thì mình không thấy có chuyện gì đáng để mình buồn hết. Nhưng mà nó cứ mưa hoài, xong là mình phải kiếm chuyện để buồn. Không có chuyện gì buồn hết. Chán quá đi. Đang nằm ngắm mưa đọc sách thì Nhi thấy cái câu này. Chất lỏng màu đỏ chảy ra dưới khay đường thịt không phải là máu mà là hỗn hợp nước và myoglobin. Cái này là sách khoa học nên là Nhi nghĩ là nó đúng rồi á. Để Nhi kể cho mấy bạn nghe, hồi chiều Nhi có đi mua một quả dưa, tức là Nhi mua để ăn nên là đã lựa rất là kỹ luôn. Và điều thần kỳ là không biết là tại sao đi về tới nhà mở bịch ra thì nó lại là một quả dưa thúi. Nó thúi và dập rất là to thì tại sao Nhi là không thấy được. Ai che mắt con khúc đó vậy trời. Là thực sự rất là thèm dưa hấu luôn á, nên là mới lặn lội trời mưa vẫn đi mua. Nhi vẫn đang cố gắng bổ từng ngóc ngách của quả dưa ra, coi thử có miếng dưa nào đó nó lành lạnh mình gạp một miếng cho đỡ thèm cũng được. Hết một quả dưa là thấy được miếng này lành lạnh nhất nè. Nó thúi luôn.